Xin chào tất cả các bạn. Theo như mình được biết và có số liệu thống kê thì đến 80% các doanh nghiệp hiện nay đều vẫn đang sử dụng những thiết bị như là máy chiếu hoặc là TV thông thường để phục vụ với mục đích họp. Vậy thì chúng ta giả sử đặt mình vào trong một cuộc họp, lúc bắt đầu nó sẽ như thế nào? Đầu tiên các bạn bật máy chiếu đúng không ạ? Sau đó đèn sáng quá, anh ơi tắt giúp em cái đèn thôi. Tắt liền. Bạn phải tắt đèn. Bạn dùng một sợi dây như thế này để kết nối thiết bị của bạn, ví dụ như là laptop, đến với màn hình của trên phòng họp. Giả sử phòng họp của bạn có 10 người thì bạn phải kết nối 10 lần. Và một sợi dây như vậy sẽ chạy khắp cái phòng họp của bạn, rất là rắc rối. Hoặc là bạn cần take note một ý nào đó trong cái bài thuyết trình của mình. Bạn sẽ có một cái bảng nhỏ đặt ở phía bên cạnh, có một tờ giấy, bạn lấy bút viết vẽ qua trang, lật viết vẽ lật qua trang. Các bạn có thấy là cái quy trình nó diễn ra rất là phức tạp, rườm rà, rối rắm và thực sự không logic một chút nào. Vậy nên ngày hôm nay công ty Tùng Việt chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn một giải pháp mới, đó chính là màn hình cảm ứng dành cho phòng họp Smart Meeting Room. Màn hình cảm ứng dành cho phòng họp đa dạng về kích thước, đi cùng chân đế di động, dễ dàng di chuyển và xoay ngang, xoay dọc màn hình. Màn hình cảm ứng sử dụng công nghệ cảm ứng Mỹ siêu mịn, siêu mượt, với độ phân giải 4K, hỗ trợ tất cả các hệ điều hành, được tích hợp cùng phần mềm kết nối không dây với điện thoại, laptop, máy tính bảng, thiết bị giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất làm việc và có những cuộc họp luôn gặt hái được thành công. Và ngay sau đây thì mình sẽ giới thiệu đến với các bạn những cái chức năng cơ bản của phần mềm dành cho phòng họp được tích hợp trên màn hình cảm ứng. Chức năng đầu tiên chúng ta sẽ có vẽ, viết, trình bày ý tưởng giống như là một cái bảng trắng của chúng ta vậy. Các bạn có thể take note, các bạn có thể trình bày bất kỳ những ý tưởng ở đây trên đây. Và đặc biệt hơn, các bạn có thể lưu, gửi email hoặc là in ra trực tiếp từ trong phần mềm. Đến với chức năng thứ hai, chúng ta sẽ có chức năng truy cập website mà không cần phải thoát ra ngoài phần mềm. Và đặc biệt nữa, đó là bạn lại được take note trực tiếp lên với website. Vậy thì chức năng thứ ba, chúng ta sẽ có mở file qua USB mà lại phải không phải thoát ra phần mềm, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, đúng không ạ? Và chức năng thứ tư chúng ta sẽ có, đó chính là kết nối không dây, không dùng bất kỳ một sợi dây nào cả, với laptop, điện thoại hoặc là iPad. Các hệ điều hành được hỗ trợ ở đây đó là Windows, Android, iOS và macOS. Đến với chức năng thứ năm, chúng ta sẽ có mở phần mềm thứ ba. Ví dụ như trong máy tính của các bạn có phần mềm của Photoshop, của Corel hoặc là phần mềm họp trực tuyến Zoom như trên màn hình đang hiển thị, các bạn có thể mở trực tiếp qua đây mà không cần phải thoát ra ngoài. Và trên đây là toàn bộ chức năng của phần mềm dành cho phòng họp. Nếu như các bạn muốn có thêm thông tin, hãy click vào link mình để phía dưới phần mô tả hoặc là scan QR code đang hiện trên màn hình. Xin cảm ơn và chào tất cả các bạn.